Mối tình đầu là như thế nào nhỉ? Thích mấy lời em nói trong veo thanh tai. Mỗi khi có người nhắc đến mối tình đầu, mình lại nhớ ai đó đã từng nói, tình đầu cũng giống như cơn mưa rào mùa hạ, ảo đến rồi vội đi, thoáng qua nhưng đủ làm ta ướt áo. Ừ, đúng vậy. Nhưng cơn mưa mùa hạ năm ấy quá đỗi tươi mát và ngọt ngào. Ai mà chẳng muốn được tận hưởng cảm giác ấy một lần trong đời, khi trái tim lần đầu tiên biết rung động, khi trong tâm trí luôn thường trực sự chờ mong. Vậy nên khi nhắc đến mối tình đầu, điều đó lại vô tình lay động một góc ký ức ngủ quên trong Nhi 17 tuổi. Cô gái năm ấy đầy nhiệt huyết và tinh khôi, một lần nữa tỉnh giấc. Dòng thời gian tua ngược, bắt đầu. Vừa bước vào quán, Hiền đã nghe đâu đó tiếng radio đang phát bài Tình Đầu của Tăng Duy Tân. Cô buộc miệng hỏi, Minh, tớ và cậu gặp nhau như thế nào nhỉ? À thì tớ chả nhớ. Đúng là chẳng để tâm gì hết á. Cậu thử nhớ lại đi. Năm đó á, tại trường cấp 2 có buổi liên hoan nha. Là quán cà phê chứ. Vậy mà bảo không nhớ. Đùa cậu thôi, nhớ chứ, sao mà quên được. Vì hôm đó trời mưa rất to, còn cậu thì hất bay cái bánh kem của tớ. Thì tớ đã dành cả thanh xuân để đền một cái bánh kem khác cho cậu rồi còn gì. Cậu rõ hời. Trong sân trường, từng nhóm tình nguyện viên đang hăng say chào hỏi nhau. Tất cả mọi người ở đây đều là những cựu học sinh nhiều khóa trước của trường trung học cơ sở Văn Trung. Năm nay có học trưởng nam, học trưởng khóa 8 đứng ra tổ chức đại đăng khoa cho các em học sinh đang theo học ở đây. Nên là các bạn khóa trước mới đăng ký làm tình nguyện về phụ giúp tổ chức chương trình. Từ khi bước chân vào cấp 3, Nhiên trở nên năng động hơn trước và cũng chủ động tham gia nhiều hoạt động tập thể hơn. Lần này về đây làm cộng tác viên cho chương trình, vừa là cơ hội để bản thân trau dồi kiến thức kỹ năng, vừa là dịp thăm lại ngôi trường đã gắn bó với Nhiên suốt 4 năm cấp 2. Chủ nhiệm đang tập hợp mọi người lại để chụp hình lưu niệm thì một cơn mưa rào ghé đến. Mọi người chạy vội vào bên trong sân có mái che. Nhìn quanh một hồi, một bạn trong nhóm phát hiện được quán cà phê phía đối diện. Thế là mọi người thống nhất chạy qua đó tá túc. Vì quán khá nhỏ nên là không có nhiều chỗ ngồi, nhưng chủ động nhường ghế cho các bạn rồi đứng cạnh quầy nước. Tính cách trầm lặng của cô thường thích đứng từ xa và quan sát mọi người hơn. Lúc này, Nhiên vô tình thấy phía trước có một bạn nữ đang ngại ngùng đưa một chiếc bánh kem nhỏ cho bạn nam tóc đen ở trước mặt. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng hiểu được câu chuyện ngôn tình này rồi. Nhiên tính đi ngang, vì cũng tò mò đợi xem bạn nam kia phản ứng thế nào, thì không biết từ đâu, một lực mạnh đẩy tới, khiến Nhiên ngã người về phía sau. Và không thể nào khác hơn, Nhiên theo quán tính ngã nhào đến đôi nam thanh nữ tú kia và bẹp. Chiếc bánh kem tội nghiệp, tính vật định tình của đôi sắp trở thành uyên ương kia nằm gọn ngay dưới chân bạn nam, và tiếp sau đó là âm thanh vỡ tan như tiếng lòng của bạn nữ. Nhiên hoảng hốt nhìn xuống chân, rồi lấm lét nhìn lên. Bạn nữ từ bao giờ đã lẫn vào đám đông phía sau vì việc tỏ tình vừa bị bại lộ. Còn mỗi bạn nam với khuôn miệng đang cười mà lúc đó Nhiên vẫn không thể phân biệt được là cười khẩy hay là cười chọc queo nhìn Nhiên. Cô định nhoẻn miệng cười trừ và nói lời xin lỗi thì cậu kia đã giành trước, nhìn thẳng mắt Nhiên và nói nửa đùa nửa thật. Đền nhé. Hả? Đến gì cơ? Bạn nữ kia vừa tỏ tình với tớ, tớ vừa định nhận lời thì trên trời rớt xuống người không biết là thiên thần hay ác quỷ, cướp đi cơ hội của tớ rồi. Vậy cậu đoán xem cậu phải đền gì? Câu nói của cậu ta làm Nhiên hoang mang đến độ trong đầu vẫn chưa nghĩ được câu trả lời nào cho ra hồn. Cộng thêm sự việc vừa rồi bắt đầu thu hút nhiều ánh nhìn xung quanh hơn, làm Nhiên càng thêm hoảng loạn. Tính cô vốn nhút nhát, lại chẳng muốn bị người khác để ý chút nào. Rồi cậu có chịu đền không? Tớ đền. Cứ thế gật đầu mà Nhiên chẳng hề nhận ra mình vừa đồng ý mở đầu cho câu chuyện mang tên mối tình đầu. Khi mà tiếng lòng của cả hai tâm hồn vốn song song nay lại hòa cùng một nhịp, Nhiên mới nhận ra mình là mối tình đầu của cô theo một cách dịu dàng và giản đơn đến thế.
chẳng thể định hình rõ những cảm xúc đầu đời non nớt ấy khi trái tim tập lớn ngày đêm thổn thức vì những vui buồn vốn rất đời thường, những cuộc gọi hàng đêm nói về tất cả chủ đề trên trời dưới đất, hay những ngày đau đầu vì một bài toán khó nhưng cùng nhau chăm chỉ ôn luyện, và cả những buổi chiều mưa hai đứa cùng chiếc ô mà chẳng biết đối phương mặc bờ vai thấm ướt mà hướng ô về phía mình. Suy cho cùng, mối tình nào vì những thứ đơn giản thô mà có thể hình thành, nhưng lại đâu biết cũng vì những thứ giản đơn đó mà kết thúc. Để nhẹ một cái, giấc mộng mùa hè ấy tan tành. Dù thời gian ấy có dài, dù kỷ niệm chẳng phai, chẳng nhớ nổi lý do hay vì với suy nghĩ lúc đó, nhưng mà dù sao nó cũng không còn quá quan trọng. Thanh xuân ấy vì chiếc bánh kem mà rung động, Nhiên và Minh cũng nhờ đó mà trưởng thành. Khoảng trời mơ mộng đó, chỉ có thể nói lời cảm ơn. Ngày người còn cho anh, trước lúc đó tôi qua mình giận hờn nhau vu vơ. Và người anh nhớ đứng yên một giây, vì người đã nói thôi ta đừng gặp vì em hết yêu. Chẳng hiểu vì sao như thế, vì anh nghĩ chỉ là đôi lần giận nhau thế thôi. Người cũng chẳng nói lý do vì sao mà nhanh thật nhanh rồi vội tay khóa máy.